nickmt.com, trang web mua bán nick chính thức của MT Gaming. Trên shop có một kho nick khổng lồ đang sale đến 50%, giá chỉ từ 50k một nick. Ngoài ra, shop còn có bán nick sơ sinh, nick Free Fire, nick tốc chiến và nick liên quân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Dưới đây thì có một số dịch vụ game như bán vàng, bán ngọc, bán đồ, làm nhiệm vụ thuê, úp bí kíp thuê và dịch vụ săn đệ. Giá thì cực kỳ là hợp lý cho anh em. Ngoài ra, shop còn có phần vòng quay may mắn và thử vận may, giá chỉ từ 10k và tỷ lệ trúng là 100%. Anh em có nhu cầu gì, hãy truy cập ngay nickmt.com để ủng hộ mình nha. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trước mặt anh em đây lại là một cái màn hình tạo nick. Thì chắc anh em cũng đoán được đó chính là mình làm hành trình rồi đúng không? Cái clip hành trình game xưa của mình ấy được rất là nhiều anh em ủng hộ luôn. Thế nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em của mình tiếp tục làm hành trình game xưa nha. Thì cái clip hành trình game xưa trước ấy thì nó hòa quyện giữa hiện đại và xưa xưa một tí. Thế nên là clip này mình sẽ quay hẳn về xưa luôn anh em. Và những cái ngày đầu ra game Ngọc Rồng luôn nha anh em. Thì những ngày đầu ấy, mình có xem qua một cái clip này, tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Chỉ có 3 skill thôi, đó chính là đấm trưởng choáng, còn xây ra là đấm trưởng tái tạo, còn Namek là trị thương. Đấy, nó là như thế. Và ngoài ra thì mình sẽ chỉ dùng những cái cải trang vào những cái ngày đầu game thôi. Những ngày đầu game ra cải trang gì thì mình sẽ chỉ dùng những cái cải trang như thế thôi. Và bùa thì mình sẽ không sử dụng bùa X3, X4 nha anh em. Đấy, hành trình của anh em mình lần này nó là như thế. Rồi, thì như bao cái hành trình khác, chắc là bây giờ mình sẽ đi úp thôi. Ok anh em ơi, và sau một thời gian try hard, hiện tại mình đã lên được 100k sức mạnh rồi. Và đây,
Hồi xưa thì trái đất chắc chỉ có Yajirobe này, thần mèo này, ngoài ra có ninja áo tím với cả cái tàu 77 này thôi, chứ cải trang nó không đa dạng như bây giờ đâu. Thì chắc là mình sẽ mua cái Yajirobe này đi để cho nó giống ngày xưa. Ngày xưa thì mình đoán chắc là anh em nào mà úp lên 1 triệu năm mà có 200 ngọc trong bò mộng ấy, thể nào một số anh em sẽ mua cải trang như mình chứ không để mua bùa đi úp như bao anh em khác luôn. Rồi, thì nói chung là cũng nhìn cũng khá xưa rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi làm nốt nhiệm vụ với anh em nhá. Rồi anh em ơi, và hiện tại anh em mình đang úp ở map 12k bên trái đất nha. Cái đậu xanh anh em nhìn tiềm năng nó có nản không? Có 200k, à đâu có 200, 400, đấy 500. Úi sồi ôi, không có bùa x3 x4 vào úp nó khác biệt hẳn luôn ý anh em. Úp nó chậm vãi cả đái luôn ý. Chứ tầm này mà như cái mua x3 x4 như cái clip trước ý, thì anh em mình phải tầm 10 triệu sức mạnh rồi chứ không phải là 1 triệu như bây giờ đâu. Thôi thì chắc là giờ mình úp lên tầm 1 triệu 8 đi. Sau đó anh em mình sẽ đi mua cái set đồ mới ở trong shop nha. Rồi anh em, và chắc là giờ mình sẽ đi mua một set đồ mới cho nick này nhá. Đậu xanh, nãy giờ bảo úp 1 triệu 8 đi mua nhưng mà thôi lười quá, 1 triệu 6 đi mua luôn anh em ơi. Đây, quần là 1 triệu 8 mới mặc được này. Áo là 2 triệu 2. Giờ xem cái găng thì là 3 triệu 2 này. Ui khá lâu nhỉ, mình cứ mua trước đi. Tí nữa phải đi mua anh em ạ. Cũng đủ set, à quên, còn thiếu cái radar anh em ạ. Thiếu cái radar nữa. Radar thì chắc là sẽ là radar 7 đi. Radar 6 đi, 6 đi, 7 chưa mặc được anh em ạ. Mua 6 là dùng tạm rồi. Đó, giờ thì chắc là mình sẽ lại sang bên cái map 12k kia để úp với anh em của mình nhá. Ok anh em ơi, và hiện tại là ngày thứ hai mình chơi cái hành trình game xưa này nhá. Thì hai anh em của mình là một người 8 triệu, một người 7 triệu rồi, trong khi mình với 4 triệu thôi. Tại vì sáng nay mình ngủ dậy muộn anh em ạ. Ok, giờ thì chắc là mình sẽ mua khởi đầu ngày mới bằng cái bùa 8 giờ đi. Đây, bùa oai hùng với bùa dẻo dai. Thu hút nữa thôi, mua đến đây thôi anh em. Đấy, không mua x3 x4 nha, mua chuẩn luôn. Rồi thì giờ mình sẽ đi mua thêm một vài cái vệ tinh nữa đi. Sau đó mình đi úp lẻ nha anh em. Tại vì mấy anh em hiện tại cũng chia nhau ra rồi, chứ úp chung là không có đủ quá anh em ơi. Đây bây giờ mình sẽ mua vệ tinh. Thì về vệ tinh chắc là như clip trước thôi, đó chính là Ki, HP và tiềm năng sức mạnh. Tại vì một map thì cũng chỉ cắm được 3 cái thôi. Đấy, mua nhiều nhiều lên tí, 8 tiếng thì phải mua tầm 16 cái anh em ạ. Đây thì mình cũng chiếm được một cái khu để úp rồi. Đấm thì rơi vào tầm 700 tiềm năng một hit anh em ạ. Úp chậm vãi nồi luôn. Nếu mà có x3, x4 lên phải tầm 5-6k, chứ không phải là tầm ít như này đâu. Quá ít. Úp như này quá chậm luôn ý. Đây mình úp chỉ hai con thôi, hai con trong vệ tinh thôi. Tại vì hiện tại đam của mình chưa đủ để úp ba con ý anh em. Đấy, như này là cũng tạm được rồi đúng không anh em. Hí lưu anh em, sau khoảng tầm 3 tiếng, 3 tiếng úp ở bên map 12k này, hiện tại thì sức mạnh của mình cũng sắp lên được 20 triệu rồi anh em ơi. 20 triệu thì chắc anh em cũng biết là mốc sức mạnh mới đúng không? Để mình đi mua một set đồ mới cho nick này.
Đối với hành tinh trái đất thì chắc là sét vàng đúng không? Sét vàng. Đây mình có chuẩn bị găng, găng thì mình có sẵn rồi. Nhưng mà giờ thì chắc là mình sẽ đi mua thêm áo với cả quần nữa thôi, cho nó đủ sét ý mà anh em. Chứ thực ra là như này là mình vẫn úp bất tử được rồi. Cứ mua vào thôi, bây giờ mình cứ mua vào thôi cho nó có thôi. Đây, vào cửa hàng này thì sét của xây ra, à sét bạc chứ chưa chưa đến vàng anh em ạ, nhầm nhầm lẫn tí anh em. Ok, bán cái sét võ đi, chuyển sang sét vàng rồi. Tiếp theo là cái giày thì chắc là dùng được cái giày bạc rồi. Ừ, bạc 1 triệu rồi. À đâu, 13 triệu là mặc được rồi. Ok, giờ mình sẽ đeo vào và tiến hành đi úp tiếp nha anh em. Hello anh em, và hiện tại là ngày thứ 3 mình chơi cái hành trình này rồi. Và đây, mình đã lên được 170 triệu sức mạnh. Chắc là trước khi đi úp mình sẽ làm một quả set zin đi cho nó rực rỡ anh em nhở. À đâu, set da. Set zin là phải tầm 520 triệu. Sồi ôi, xét ra là nó cũng ngầu như xét zin rồi anh em. Úi sồi ôi, đây đợi tí mình tháo cái cải trang ra cho anh em xem. Theo như mình đánh giá ấy, cái xét 170 triệu sức mạnh trái đất là đẹp nhất, xong rồi đến Namek và cuối cùng là Saiya nha anh em. Chứ nhiều anh em cứ bảo là Saiya ngầu nhất nhưng mà mình lại không thấy thế luôn ý. Mình thấy cái của trái đất đẹp vãi nồi luôn. Ok, giờ chắc là mình sẽ đi sắm cho nó một cái avatar như ngày xưa nha. Ngày xưa thì trái đất chắc chỉ có cái avatar Thiên Sinh Hăng này, avatar Pick với cả avatar Calix thôi. Nhưng mà theo như mình thấy, cái Calix kết hợp với cái set zin này cực kỳ đẹp luôn. Đây bây giờ mình sẽ mua và thử cho anh em xem. Tại vì nó màu màu nó trùng nhau ấy nha. Đây mình mặc vào cho anh em xem này. Úi sồi ôi, chuẩn chưa? Nhìn nó có xoáy ca không anh em? Tím tím đen. Úi sồi ôi, nhìn uy tín liền, nhìn như này hồi xưa đi buôn bán là uy tín liền luôn anh em. Ok, giờ mình sẽ đi úp tiếp nha anh em, tại vì mình cũng mới sang ngày thứ 3 chơi cái hành trình này thôi mà anh em. Ok anh em, và hiện tại mình với thằng bạn say da của mình đang đi làm nhiệm vụ đại hội võ thuật để đêm anh em mình đi làm doanh trại nha anh em, đi làm trung úy trắng ấy. Thì như bao hành trình khác thôi, tất nhiên là sẽ phải kẹp nha anh em. Không kẹp, úi dồi ôi, vãi cả nồi. Vòng một gặp ngay nó luôn này, va nhau luôn, hai thằng cùng làm nhiệm vụ vãi cả nồi. Một thằng phải hy sinh thôi, nhưng mà chắc là mình sẽ win thôi anh em. Nó 41k HP, nhưng mà mình có choáng. Choáng thì sợ gì cái thằng danh con cu cu này, cu cu. May sao? Úi sồi ôi, mình đấm như này, làm sao nó có cửa thắng hả anh em? Ô, nó không đấm lại mình nhỉ? À, nó đấm trừ 1, nó đấm trừ 1 anh em ơi. Nó đấm trừ 1 thì làm sao mà win được mình đây? Ok, xong vòng 1 nha anh em. Sồi ôi, trái đất trùm PK anh em ạ. Rồi, và đây là vòng 2 nha anh em. Vòng 2 thì mình gặp một thanh niên gì ý, không phải nick kẹp của mình. Cái đậu xanh trong khi mình kẹp 7 nick. Vòng 1 gặp thằng bạn mình. Vòng 2 gặp một thằng nào đó. Vãi cả nồi, 7 nick kia gặp nhau. Kẹp để chi đây? Méo hiểu kiểu gì luôn ý anh em. Thôi kệ. Thanh niên này là 30k HP thì chắc mình lo được. Lo được, thằng bạn mình 41k mình còn lo được cơ mà. Rồi ôi, úi sồi, úi sồi, úi sồi, úi sồi, nó đấm liên hoàn kìa anh em. Nó đấm liên hoàn kìa. Đấm liên hoàn với chúng tôi. Sồi ôi, game xưa vẫn chiến thắng nha anh em. Sồi, dễ vãi nòi luôn anh em. Ok, giờ chắc là mình đi trả nhiệm vụ để tối mình giúp thằng bạn mình đi làm nhiệm vụ nữa. Xong rồi ba anh em lại đi doanh trại thôi. Thời khắc quan trọng đã đến rồi đây anh em ơi. Bây giờ mình sẽ cùng anh em trong PT của mình đi làm trung úy trắng nhá. Hai thanh niên kia cũng xong nhiệm vụ rồi đây. Ba cải trang, ba hành tinh, đại diện cho ba hành tinh nha. Đấy, Namek là thượng đế, Saiya là Cuckoo và trái đất là Zazirobi. Và ba cái có điểm chung đó chính là 200 ngọc anh em ạ. Ok, giờ chắc là ba anh em mình sẽ đi xử lý cái con trung ý trắng để còn đi trả nhiệm vụ nha anh em. Sồi ôi, đấm ui vào trong đây đấm phê thế. Buổi thứ hai mà đấm 3k. Ui 8k kìa anh em. Trả bù cho ở ngoài mình úp. Trả bù cho ở ngoài luôn ý. Đậu xanh. Thôi đi nhanh đi nhanh đi nhanh anh em ơi. Đi nhanh, Namek đang phải đi mua bùa rồi. Namek đang phải đi mua bùa nên bạn nên mình với xây ra đi nhanh thôi. Ok, đứng đây đợi Namek tí nha anh em. Đây rồi anh em ơi, và ba anh em mình đã đến được con trung ý trắng rồi đây. Chắc là chiến thuật cũ đó chính là mỗi người một con, mình là trung ý trắng, còn hai người là hai bên kẹp bên đó. Ui bu lông ra kìa, đậu xanh, để mình đấm hộ cho, mình đấm hộ cho luôn, đấm cho nhanh luôn anh em ạ. Rồi đây, xử con trung ý trắng đi. Con trung ý trắng này cùi bắp có năm mươi mấy k HP, úi sồi ôi, hai mấy k, ui chết luôn này. Sổi ôi, mình không KS được kìa anh em ơi. Thôi thì chắc là xong nhiệm vụ là được rồi. Giờ mình sẽ cùng anh em đi nốt cái doanh trại này, xong rồi ra đi trả nhiệm vụ và sang video úp thôi chứ còn chần chờ gì nữa anh em. Ok anh em, và ngày hôm nay là ngày thứ tư anh em mình cày cái hành trình game xưa này rồi nhá.
Nói chung là hôm qua thì anh em xem đá bóng cùng nhau, thế nên là ngủ dậy muộn quá. Đây, hôm nay phải tận tối mình mới đi làm xong cái nhiệm vụ này đây. Rồi thì chắc là giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ nha. Đấy, xong 100 con thằn lằn săn rồi. Cái nhiệm vụ này làm cũng khó vãi cả nồi đấy, chứ không phải là bình thường đâu anh em. Úp nó lâu vãi cả chưởng luôn ý, phải mấy tiếng mới xong. Thôi thì chắc là giờ mình sẽ trả nhiệm vụ đi. Sau đó mình sẽ đi úp lên tầm bao nhiêu ta? Tỷ năm đi, tầm tỷ năm mình mới đi làm cu cu anh em ạ. Ok. Ok anh em ơi, hôm qua úp muộn quá thì ngày hôm nay mình mới úp tiếp được đây. Hiện tại vừa nãy thì mình cũng đi mua bùa các thứ với cả vệ tinh các thứ rồi. Và chắc là hiện tại theo như cái đam của mình với cả cái sức chịu đựng của mình ấy, chỉ úp được ở bên trại lính Phi Re này thôi. Đấy, úp với 2k9 sức đánh gốc thôi này. Nó chậm lắm, mình khẳng định với anh em là cái hành trình này úp nó chậm vãi cả trưởng luôn ý. Không có bùa x3 x4 và nhìn nó nản thật ý, nhìn cái tiềm năng kìa anh em. Đây là đấm siêu quái nhé, siêu quái này là có bùa oai hùng ấy, thế nên là tiềm năng nó được nhiều. Chứ còn đấm quái thường anh em nhìn đi có 10k một hit, 11k một hit, đến bao giờ mới lên 1 tỷ đây anh em. Ôi rồi ôi thật luôn ý. Hành trình này với anh em rồi mà mình đã lên được 1 tỷ năm sức mạnh rồi nha. Chắc là giờ mình sẽ đi chế tạo cho cái nick này một cái găng Zin Kha'Dix đi. Tại vì mình không còn một cái găng Zin Kha'Dix nào mà nó cấp 7 mà Zin cả. Tại vì toàn ép như kiểu sức đánh các thứ rồi ấy. Nên là giờ mình phải mua shop xong mình đập lên, mình ước lên lại. Đấy, đầu tư ác như thế mà anh em không cho mình một like là cũng hơi buồn đấy. Đây, bây giờ thì mình sẽ nâng cấp vật phẩm luôn nhá. Vừa nãy mình cũng đi mua thêm 48 viên. 48 viên thì mình nghĩ là khả năng lên cấp 2 dư. Với cái số mệnh của mình ấy, nó hên lắm. Úi rồi. Vừa bảo hên lắm phát xịt luôn cấp 1. Ảo thật đấy. Đấy, lên rồi anh em. Cấp 2 chắc one hit này. One hit này. Ôi vãi cả nồi thật chứ. Thiếu luôn. Gáy trước làm gì. Lại anh em ơi. Đậu xanh. Gáy quá nó không cho lên luôn. Mình lại phải đi mua thêm 96 viên cho nó chuẩn lên cấp 2 hay không.
Lên đi. Úi dồi ôi, xui chưa kìa. Lên. Đấy, nó phải thuế chứ. Rồi, giờ thì chắc là mình sẽ đi nâng cái găng này lên cấp 7 luôn nha anh em. Rồng thần hãy lên đi nào. Đây rồi, bây giờ mình sẽ găng tay đang mang lên một cấp này. Đòn. Vậy là mình đã xong cái găng cấp 7 rồi đấy anh em. Nói chung là tính ra cũng không xưa lắm đâu anh em. Tại vì găng hồi xưa lấy đâu ra găng cấp 7. Ngoài ra mình cũng chuẩn bị thêm được cái Zara với cái quần jean cấp 4 không xịt luôn rồi này anh em. Ok, nói chung là về đồ sơ qua của mình là đạch thuộc dạng là dạng ngon thời đấy rồi đấy chứ không phải dạng vừa đâu. Rồi, để mua luôn cái giày jean đi cho nó hợp set đi, giày da thôi đi. Tại vì vàng mình không đủ anh em ạ. Ok. Tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Rồi, như này là mình nghĩ là một set đồ Blackpink của thời đấy rồi đấy. Ai nhìn vào cũng mê rồi đấy. Chứ không phải là bình thường đâu anh em. Ok, giờ chắc là mình sẽ tiếp tục đi úp thôi anh em. À quên mất anh em ạ, chắc là giờ mình sẽ đi mua thêm một cái cải trang cho nick này nha anh em. Đây, mình đang muốn mua một cái ninja áo tím. Tại vì thời đấy thì chỉ có những cái cải trang như thế này thôi, nó không có Phi-re hay là cái gì đâu. Cái thời mới ra game ý. Rồi, giờ mình sẽ chắc là quất luôn cái ninja. Ui trời chết, thiếu bố ngọc. À quên mất, không thiếu được. Bây giờ mình đi sang bò mộng mình nhận cái là được cái mà anh em. Đấy, thì thời đấy nói chung với anh em là tận 2014 hay sao ấy thì nó mới ra cải trang Phi-re anh em. Cuối năm 2014 ấy thì nó mới ra cải trang Phi-re anh em ạ. Chứ từ lúc đấy về trước đấy chỉ úp ở bên Phi-re thôi. Mà lúc đấy làm gì đã có cái cải trang Phi-re đâu anh em. Chỉ có mấy cái cải trang ninja áo tím này các thứ thôi. Đó, ok, giờ chắc là mình sẽ mặc vào luôn đi. Đây, sử dụng vào. Úi sổi ôi. Đẹp trai đấy chứ, tính ra cải trang này đẹp đấy chứ, chứ không phải là xấu đâu anh em. Hello anh em, và hôm nay là ngày cuối cùng mình chơi thử cái hành trình này rồi, ngày thứ 7 anh em ạ. Và đây, mình sang thử sang bên rừng đá mình set up úp thử xem nó như nào nhá. Đây, mình sẽ vào cái khu 7 này đi. Khu 7 này mình kẹp sẵn một cái nick có Android 20 để mình cho nó mất cái con cu cu ấy, để con cu cu cứ đánh cái nick đấy thôi ấy. Để cho nick này đi làm đi úp thử xem nó như thế nào. Tại vì thời xưa thì lấy đâu ra nhiều cu cu như bây giờ đâu anh em, nên là mình bắt buộc mình phải làm như thế thôi. Nhiều anh em cũng trách mình là cứ kẹp nick này nọ nhưng mà tại vì game xưa mà nó lại kết hợp với bây giờ thì nó lại hơi khó anh em ạ. Mình muốn thể hiện cho anh em nó lại hơi khó. Nên là thôi anh em thông cảm cho mình nhá. Đây. Úi xồi ôi, đấm là rơi vào tầm 9k một hit là cũng ok nha. Cũng gọi là ok nha anh em. Như này là được đấy. Tầm này là tầm tạm rồi. Thôi thì chắc là giờ mình sẽ treo ở đây nha. Để tí nữa tối, tầm tối tối mình sẽ rủ anh em, đó chính là thử làm một cái PT đi úp thuê ở bên rừng đá, set up cho nó giống ngày xưa cho anh em xem nha. Để xem nó như thế nào nha. Ok anh em ơi, và hiện tại thì anh em mình đã tập hợp ở bên rừng đá để thử làm một cái PT đi úp thuê như ngày xưa xem nó như nào nha. Ngoài ra thì mình cũng tải được một cái bản ngọc rồng là bản 1.0.0, là cái bản cũ nhất mà vào được game nha anh em. Chứ còn bản 0.9.9 lại không vào được game nữa rồi, admin nó khóa vào rồi hay sao anh em ơi. Và đây, mình cắm vệ tinh ở chỗ này và mỗi người một con quái nha. Mình là con này, úi xối đấm là 11k. Úi trôi trôi, úi ra captcha đợi tí. Để mình nhấn cái captcha cái đã. 5 này, 11H là 7, 11 ok. Đó, đây, bây giờ mình úp nhà, mỗi người một con quái thôi. Namek mạnh quá thì khả năng là cho ra ngoài. Úi Namek đi mua bùa anh em ơi. Đợi tí, đợi tí. Đó thì anh em để ý thì cũng thấy là toàn ID của mình đứng ké đúng không? Tại vì nói thật với anh em là rừng đá bây giờ nó không phải là một cái map ngon nhất để úp tiềm năng rồi. Bây giờ thì những anh em muốn đi ké tiềm năng là đa số vào bản đồ kho báu đứng ké 3 bản đồ 10 tỷ tiềm năng xương xương. Tội gì mà đi đứng ké ở bên rừng đá này cho khổ đúng không anh em? Đấy, thế nên là mình bắt buộc là phải đi kẹp mấy cái nick của mình vào để diễn cho anh em xem nó giống ngày xưa ấy, cho nó có cái không khí của ngày xưa ấy. Chứ không nhiều anh em lại bảo là đậu xanh có mỗi ba thằng nhìn thì nó hơi chán đúng không? Đấy, hôm nay là mình mò được một cái bản cũ cho anh em xem này. Ngoài ra mình cũng kẹp vào khu các thứ là cũng 10 người này. Đó, anh em xem đã chuẩn giống ngày xưa như này không? Ba người úp, 7 người đứng ké tiềm năng. Đó, sồi ôi. Đó, thì anh em nào mà thấy cái clip của mình hay ý, đừng tiếc cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Để mình cố gắng làm những cái clip tiếp theo cho anh em xem. Ok, rồi. Giờ mình sẽ đứng treo tiếp, úp thử cho anh em xem nha.
Rồi anh em, đây, hiện tại thì cũng sau 30 phút hết vệ tinh rồi. Chắc là mình với anh em úp xương xương thế thôi. 50 triệu tiềm năng trong 30 phút anh em thấy thế nào? Ngày xưa phải gọi là the best rồi đấy anh em. Cũng phải gọi là được rồi đấy chứ không phải dạng vừa đâu. Rồi thì chắc là ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Mình sẽ sang bên siêu thị để mình show cho anh em xem cái thời gian online các thứ nhá. Đây, để mình vào bỏ mộng mình show cho anh em xem là 7 ngày qua mình úp như thế nào. Nhận ngọc cái này. Đây, 73/120. Có nghĩa là trung bình một ngày là mình on 10 tiếng. Đấy, tầm đấy. Công nhận là chơi hành trình là hay. Thì nếu mà anh em như kiểu đang mất cảm giác chơi game ấy, thì có thể là thử cái hành trình này cho thằng này chết luôn này. Sự con với chúng tôi này đi luôn. Rồi, đấy. Thì nếu mà anh em như kiểu là muốn chơi game một cách khó khăn ấy, thì có thể thử làm hành trình này với mình. Không sao pha lê. Chỉ sử dụng bùa x2, không sử dụng x3, x4. Đợi tí mình giết thằng này cái. Giết nó cái, nó đang xem thời gian offline với mình đấy. Ok, đó. Và nói chung là hành trình này của mình ngày hôm nay cũng đến đây thôi. Bye anh em và hẹn anh em ở clip sắp tới nhá. Đấy, mình cũng chỉ úp được lên 2 tỷ năm sau một tuần thôi. Đấy, 10 tiếng một ngày chỉ úp được như thế thôi đấy. Thôi, thì chắc là bye anh em và hẹn anh em ở clip lần sau nhá.